Hưng Giang Idol gần đây liên tiếp bị anti-fan tấn công trên mạng xã hội. Trước đó, group anti-nữ hoàng đạo lý với nội dung chống lại cô thu hút sự tham gia của nhiều người, cán mốc hơn 100.000 thành viên. Với nhiều group dự phòng, chưa dừng lại ở đó, hàng loạt anti-fan còn mở rộng phạm vi hoạt động, thả phẫn nộ và để lại hàng loạt bình luận tiêu cực trong các chương trình livestream mà cô cộng tác cùng nhà đài, nhãn hàng. Vậy những cá nhân hay tổ chức thành lập trang mạng xã hội để tấn công Hưng Giang có vi phạm pháp luật hay không? Nếu có thì họ sẽ chịu những hình thức xử phạt ra sao? Theo quy định của pháp luật hành chính cũng như pháp luật hình sự hiện hành thì không có nghiêm cấm các tổ chức, các cá nhân thành lập lên các nhóm hoặc là các trang trên các mạng xã hội, mạng máy tính, mạng viễn thông. Tuy nhiên, nếu một tổ chức cá nhân thành lập lên các nhóm, các trang nhằm mục đích để bôi nhọ một người nào đó, xúc phạm một người nào đó, xúc phạm tới danh dự nhân phẩm hoặc là tiết lộ các đời sống riêng tư, đời sống cá nhân của người đó thì có thể bị xử lý về mặt hành chính cũng như về mặt hình sự. Đối với mặt hành chính thì nếu mà những hành vi chưa tới mức nghiêm trọng, đang ở mức nhẹ đấy, thì có thể bị xử phạt tiền là từ 10 tới 20 triệu đồng đối với cái quy định tại Nghị định số 15 năm 2020. Thì tôi nghĩ trong trường hợp của Hưng Giang thì với cái mức là xử phạt hành chính là hợp lý, từ 10 tới 20 triệu đồng nếu Hưng Giang có yêu cầu xử lý. Còn nếu hành vi nặng, những hành vi mang tính chất vu khống này, làm nhục này, xúc phạm người khác, những thông tin nó không có đúng sự thật về người đó, làm cho người đó là bị tổn thương về mặt tinh thần cũng như là các thiệt hại khác, thì tôi cho rằng thậm chí là có thể bị xử lý về mặt hình sự về tội làm nhục người khác hoặc là tội vu khống. Về việc sử dụng các mạng công nghệ như là mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc là các cái mạng điện tử để xúc phạm người khác, vu khống người khác thì đây được coi là tình tiết định khung tăng nặng, và mức hình phạt đối với các tội danh này về mặt hình sự có thể là tới 2 năm tù. Sự việc cao trào khi Hưng Giang đăng đàn phản ứng, sau đó tung video cùng người mặc sắc phục công an đến tận nhà anti-fan đối chất. Những tưởng xoa dịu được dư luận, phía này còn tạo thêm làn sóng phản đối gay gắt. Điển hình là việc ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 liên tiếp nhận được hashtag tẩy chay Hưng Giang, kèm theo đó là những bình luận phản ứng khi đưa tin có sự góp mặt của cô. Thì tôi cho rằng là hiện nay cái tình trạng sử dụng các mạng xã hội thì rất là nhiều, pháp luật cũng không có nghiêm cấm, nhưng mà luật an ninh mạng và một số cái nghị định như là nghị định số 15 hoặc là luật hình sự cũng đã quy định và điều chỉnh rất là kỹ đối với hành vi là làm nhục người khác này, xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác hoặc là nói những điều không đúng sự thật về người khác, đưa lên các cái hành vi như là livestream hoặc là mạng xã hội Facebook hoặc mạng máy tính hoặc là mạng viễn thông. Thì tôi nghĩ rằng là mọi người nên, trước khi thực hiện các hành vi này thì nên cân nhắc phải xem hành vi của mình có đúng pháp luật không. Khi mình đã đưa lên rồi thì những người bị vi phạm đó, người ta đã chụp hình lại, quay phim lại, thậm chí là đã kêu thừa phát lại, lập vi bằng, ghi lại các cái bằng chứng đó, và thậm chí yêu cầu các cơ quan nhà nước xử lý, thì lúc đó là mình sẽ khắc phục không được nữa, và lúc đó thì tôi cho rằng là hối hận là đã không còn kịp nữa. Trong những ngày gần đây, ngoài Hưng Giang, ca sĩ Thủy Tiên khi đi làm từ thiện cũng bị anti-fan tấn công, khiến cô này mất ăn mất ngủ. Vậy những anti-fan này có bị xử lý hay không? Hay họ vẫn ung dung đi tấn công những người mà họ nhắm đến? Nếu bị anti-fan tấn công, chúng ta nên làm gì? Thì khi một người, một tổ chức hoặc một ai đó bị xúc phạm, bị người khác vu khống hoặc là có những hành vi làm nhục đó, thì trên mạng xã hội hoặc mạng máy tính hoặc mạng viễn thông á, thì tôi cho rằng trước tiên là mình phải thu thập lại chứng cứ và lưu giữ chứng cứ đó bằng cách như là mình quay phim, chụp hình, ghi hình lại, hoặc là mời các tổ chức thừa phát lại họ lập vi bằng về các cái hành vi đó. Rồi sau khi có các bằng chứng rồi thì mình có thể làm đơn tố cáo ra các cơ quan như là cơ quan công an xã, phường, cơ quan công an quận, huyện hoặc là ủy ban nhân dân các cấp để nhờ các cơ quan để can thiệp. Nếu nhà thì yêu cầu những người vi phạm phải dừng ngay hành vi đó và phải xin lỗi, xóa bỏ các bài viết đó. Nếu nặng thì mình có thể yêu cầu các cơ quan công an, thậm chí là có thể xử lý về mặt hình sự.